Kinh văn 7 là các âm thanh đều hoàn toàn tiêu mất, tính quán sát và tính nghe đều quay về tự tánh, lìa hẳn các vọng trần, có thể khiến cho các thứ cùm dây, gông xiềng không thể dính vào được. Giảng giải 7 là các âm thanh đều hoàn toàn tiêu mất, tính quán sát và tính nghe đều quay về tự tánh, lìa hẳn các vọng trần. Chẳng còn âm thanh, thậm chí chẳng còn tính nghe khi hành giả đã xoay tính quán sát và tính nghe trở lại trong tự tánh. Hành giả bỏ lại đằng sau hết những vọng trần và vọng tưởng. Lúc đó, con có thể khiến cho các thứ cùm dây gông xiềng không thể dính vào được. Nếu quý vị niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, các thứ cùm khóa đều tự rời ra. Việc này xảy ra rất thường. Một số người đã trải qua kinh nghiệm này. Đó không phải chỉ là cách nói. Nếu có người chí thành niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì sẽ có được cảm ứng như thế này. Có người bị phạm tội và bị giam trong tù, anh ta cùng 7-8 phạm nhân khác cùng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Làm sao mà họ biết làm điều này? Họ quen một vị tăng và cầu thỉnh vị tăng cứu giúp cho họ thoát khỏi cảnh ngộ khốn cùng này. Vị tăng nói với họ rằng: "Nếu các ông muốn tôi cứu giúp, các ông phải một lòng trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Quý vị sẽ được thoát khỏi tình thế gian nguy này." Các người tù đều niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm trong 3 ngày 3 đêm. Khóa cùm và xiềng xích đột nhiên được tháo ra và họ được tự do. Nhưng họ vẫn chưa đi. Họ nghĩ rằng việc mình thoát thân đều có ý nghĩa gì khi nhiều người khác vẫn còn bị giam cầm ở đây. Thế là họ bảo các người tù kia niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Sau 2 ngày đồng niệm nữa, khóa trên gông xiềng các người tù kia cũng được tháo sạch. Họ đều được trở về nhà. Sau đó, họ đều một lòng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Họ niệm rất chí thành đến nỗi khiến cho dân trong làng đều phát tâm tu tập. Ha ha ha,